Huyện đoàn Vĩnh Thạnh phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Thành Quế và Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh vừa tổ chức lễ khánh thành nhiều công trình cầu hy vọng trên địa bàn nhằm chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2022-2027. Các công trình gồm cầu hy vọng 188 kênh 500 ấp Vĩnh Mỹ, thị trấn Vĩnh Thạnh có chiều ngang 4m, dài 25m, tổng kinh phí xây dựng 583 triệu đồng. Cầu hy vọng 155 kênh hậu Láng Sen ấp Quy Lân 5 và cầu hy vọng 183 kênh Ranh ấp Quy Lân 1 tại xã Thạnh Quế. Hai công trình có chiều ngang 3,5m, dài 30m, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, quỹ hy vọng tài trợ mỗi cây cầu từ 70 đến 100 triệu đồng, tùy theo quy mô và thiết kế cầu. Còn lại, do nguồn vốn sự nghiệp giao thông, mạnh thường quân và nhân dân trên địa bàn đóng góp. Các công trình hoàn thành sau 2,5 tháng thi công.